nữ cũng hơi lớn tuổi, có tên là cô Tám cả nhà. Thì cô Tám này cũng ở rất là xa luôn, nhưng mà hôm nay thì có dịp qua bên máy ấm của Thi Lê để mà phụ giúp. Em nhất là mèo, mèo này,
chó là những vật đều thương hết, mình chỉ có cái là mình chưa ăn chay được. Thank you.
hơn một xíu là đó là tình thương của nhân loại. Mình cảm ơn mấy ấm Lý Lê nha. Cảm ơn tất cả các máy ấm toàn trong nước và ngoài nước đã khu mang mấy bé, nhất là mấy ấm ở như là ở Hà Nội nè, ở Đà Nẵng nè, nhìn lên lớp những mấy ấm nó rất là dễ thương. Cảm ơn mấy thôi ấm đã mấy bé nha. Rồi, cảm ơn cô Tám nhiều nha. Rồi, con chúc cho cô Tám lúc nào cũng được gặp được dồi dào sức khỏe và bạn là bình an trong cuộc sống nha. Cô Tám chúc cho Lý Lê sau này phải làm nhiều nữa để hầu như mình làm con đường cái cầu để cho nhiều người đi qua đi giúp mấy bé nha. Dạ. Dạ rồi, dạ chào cô. Chào con.